vườn sầu riêng, quay sầu riêng Thái mẫu rưỡi cho bà con anh chị xem ha, xem tham khảo sầu riêng Bảo Bình, sầu riêng Thái cây nào cũng như cây nấy ha, nói chung sầu riêng Thái nè. Hải cũng vlog để cập nhật cho cô chú anh chị mình xem tham khảo sầu riêng tại xã Bảo Bình. Cây này cũng nhỏ mà trái quá trời luôn nè. Cô chú anh chị mình xem vườn giải trí ha. Cây này được 5 trái rất to nè quý chị. Đó sầu riêng ha. Sầu riêng. Đám này rất là đẹp. Rất là đều luôn ha. Đây nè. Chú chị mình xem vị trí nha. Này toàn bộ là thấy hết nha cô chú chị. Vườn này rất là đều nè. Vườn này hồi lúc trước năm nay nè là nắng á, mà bên chủ làm bông á, để trái cũng rất là đẹp ha. Tại vì năm nay nắng rất là nhiều, bên chủ làm bông làm trái thì cũng rất là thích hợp nè. Cái vườn này rất là đẹp, tại vì hãm được trái rất là ok nè. Sầu riêng ha. Nói chung cái đám này nó rộng lắm, mình đi quay không hết nổi nha. Quay rất là dài, video rất là dài ha. Này tới mẫu rưỡi lần ha, cô chú chị em xem nè nó. Đấy. Nói chung cô chú chị mình xem để giải trí cho vui nè. Sầu riêng. Hôm nay em cập nhật vô để cho thằng bạn vô xem để mua vườn, cái vườn sầu riêng này để mua vườn ha. Mua vườn là mua trái đó cô chú anh chị, mua trái là mua hàng sầu riêng này nè. Sầu riêng Thái này chuẩn bị cắt quá cho trái luôn. Cây này tầm khoảng hơi 30 trái đó, đều trái hết ha. Nói chung sầu riêng á, mình làm đúng kỹ thuật á, là trái nó rất là nhiều nha. Còn có anh chị bà con mình đó, có đa số là cũng làm thủ phấn giống như làm mảng cầu của chúng chị ha. Đó là thủ phấn nha, là trái nó mới đều, nó tròn, nó thon, nó không bị eo đó. Rất là vip. Cây nào cũng như cây nấy nè quý chị ha. Rất là nhiều. Đấy, ha. Mình đây là cây nhà lá vườn nha quý chị. Sầu riêng ở đây thì rất là đạt nè. Năm nay nắng á, bên chủ vừa giữ trái này cũng rất là ok ha. Đó, trái rất là nhiều quý chị. Cây này tầm khoảng hơn 30 trái nè. Nói chung sầu riêng này ok. Mấy bữa em đi quay những mấy cái vườn kia dòm trái rồi á, không có đẹp, mà vườn này thì trái rất là đẹp, nó cũng rất là nhiều nè quý chị, nó đều trái hết luôn. Sầu riêng Thái nè đó, cô chú chị em xem ha. Đó, cô chú chị em xem cũng nhớ đăng ký kênh Hải Vlog nha, để cập nhật cho cô chú chị xem cây nhà lá vườn, đất vườn làm view để nghỉ dưỡng ha. Đó, mình đây có cái đồi lông dao nè quý chị xem, rất là đẹp ha. Mình đây có cái hồ nữa nè, hồ để chứa nước tưới sầu riêng đó. Đó cô chú chị xem là sầu riêng trái nè, bạc ngạt luôn, quá trời trái luôn, trái bao la luôn quý chị, quay đàn là trái không ha, để gơ màn hình lại cho cô chú chị xem trái nè.
mấy khu vực mình trái rất là nhiều ha. Trái quá trời luôn. Ở đây thì làm view nghỉ dưỡng rất ok. Em review cho cô chú chị mình xem tham khảo nha. Cô chú chị mình có nhu cầu mua những cái vườn sầu riêng hay gì đó thì bên em cũng có làm một cái kênh Hải Nguyễn nha, Bất Động Sản Cẩm Mỹ. Thì hôm nay là cái kênh của mình ở đây là kênh Hải Vlog. Hải Minh Vlog. Vườn sầu riêng trái rất là nhiều bà con. Nói chung mình cập nhật đây để cho bà con mình xem vườn giải trí nha. Đó, sầu riêng này. Trái thì sầu riêng Thái, tan bộ là sầu riêng Thái nguyên cái vườn này. 1,5 mẫu sầu riêng luôn quý anh chị. Đó. Rất là đẹp. Sầu riêng trái thì bạc ngạt luôn. Xem tham khảo nha, xem giải trí nha cô chú anh chị. View cảnh vườn làm nghỉ dưỡng rất ok á. Đó, sầu riêng nè quý chị, toàn bộ là sầu riêng hết. Đó, đây là cảnh thật nha quý chị, chứ không có cắt ghép gì nha quý chị. Đó, trái đó. Đó, cây nhà lá vườn camera an ninh luôn, cây nào cũng như nấy, tầm khoảng 30 trái trở lên hết, cây nào cũng như vậy hết. Đó, cô chú chị mình xem sầu riêng cũng rất là đẹp, rất là nhiều trái ha. Nó làm đường đường đi nè, nó đường đi rất là sạch sẽ luôn, đường để đi bộ nè, để đi vô vườn á, đi tham quan á. Quá trời trái luôn chị.
quay để cô chú chị mình xem giải trí ha. Đó. Nãy giờ đi cũng rất là nhiều sầu riêng, quay cô chú chị em xem nè, rất đẹp nha. Đó, toàn bộ sầu riêng riêng thái trái của chú chị em tham khảo ha. Rất là vip, review cho cô chú chị xem. Nói chung cây nào cũng như cây nấy nha. Đó, sầu riêng thì bao la luôn, ở đây trái thì rất là nhiều luôn. Để quay cảnh cây vườn ha. Đó, trên ngọn nữa nè. Rất là nhiều. Đường đây thì rất là sạch sẽ nè. Đây là một cái đường đi bộ, xe hơi đi thoải mái luôn nè. Nó chạy vô đây. Xe hơi mình đi hai bánh thôi. Đó, cái mảnh vườn sầu riêng thì trái bạc ngạt bao la. Riêng thái nè, cô chú chị xem ha. Đây giờ quay hết nguyên đám thì quay không có sởi ha. Nó em quay nè, nguyên vườn vậy nè. Rất là nhiều quý chị, nó quay quay hết quý chị xem, nó vườn này bao la luôn, mẫu rưỡi mà quý chị. Thì em quay sơ ha, rồi em cũng quay cập nhật sơ thôi, rồi em xin kết thúc video cập nhật cho cô chú chị em xem tham khảo cây nhà lá vườn. Thì cô chú chị mình có nhu cầu mua để làm vườn thì cứ liên hệ cái số Zalo là 0937209363. Cô chú chị mình có mua nhu cầu vườn á, để làm view vườn dưới dưỡng á, thì cô chú chị mình cũng nhớ xem video, cũng nhớ đăng ký cái kênh Hải Minh Vlog nha. Rồi cô chú chị mình cho mình một cái like để có động lực quay cây nhà lá vườn, để cho cô chú chị mình xem là những cái view đẹp cây nhà vườn nha cô chú chị ha. Đó, trái nè quý chị. Nói cô chú chị xem ha. Thì em cũng quay ngắn gọn đây thôi, thì cập nhật cho cô chú chị mình xem. Chứ nguyên cái vườn sầu riêng này mình đi quay từ cây á, rất là nhiều, quay không hết được đâu quý chị. Giờ em quay tổng thể cô chú chị mình xem giải trí ha. Thì em cũng xin chào cô chú chị, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo cập nhật cây nhà lá vườn cho cô chú chị, có những khu du lịch sinh thái cảnh quan mình test lên cho cô chú chị mình tham khảo xem nha. Em cũng xin chào cô chú chị, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.